chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại đó vậy, Nhã đang có mặt ở đây là chỗ cây thốt nốt sinh đôi, nó rất là nổi tiếng ha. Ở đây đó vậy, Nhã nhìn thấy hôm nay là hình ảnh trên Facebook nè, trên YouTube nó cây thốt nốt sinh đôi này á, nên là Nhã muốn đến đây lắm. Và ngày hôm nay ha, Nhã chạy xe từ ở huyện Hòa Thành đi vào trong đây, rồi đi huyện Tân Châu này nọ, rồi hiện tại đến được cái chỗ Khe Đon. Khe Đon có cái cây thốt nốt trên đồi. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi lại ha, cái chỗ cây thốt nốt trên đồi nè. Đó, vậy thấy không, khung cảnh xung quanh đây, cái đường bờ ruộng đó, cái lối vào đó vậy thì nó hơi khó chạy ha. Đó, xe máy là phải đậu ở phía đó, xe máy đậu phía đó hết đường đi rồi. Rồi bây giờ là lại cái chỗ cây thốt nốt trên đồi, ghi hình cho cô chú anh chị và các bạn xem nó cảnh cây thốt nốt sinh đôi ngày nay thì nó như thế nào, nó ra làm sao ha. Đó, rất là đẹp luôn cây thốt nốt ở đây. Ở quanh khu vực này đó vậy là có rất là nhiều cây thốt nốt ha, nhưng mà đặc biệt là hai cây này á, nó hình dáng nó tựa vào nhau, nó giống như là yêu nhau vậy đó. Có cây cao hơn với cây nhỏ, giống như người nam với người nữ ha, nhìn rất là lạ. Chào Phan đó chú. Nghệ sĩ với ảnh à. Dạ. Cây thốt nốt sinh đôi đó, vậy thấy không, cận cảnh ha, rất là nổi tiếng luôn. Đây, thốt nốt sinh đôi đây. Wow, đó, gửi các bạn ha, cận cảnh coi nó đẹp như thế nào, ra làm sao ha, mà rất là nhiều người thích cái cây thốt nốt sinh đôi này. Wow, buổi chạng vạng ha, rất là đẹp luôn, cây thốt nốt sinh đôi. Và đặc biệt đó quý vị, là nhớ nhìn thấy ha, hai cây thốt nốt này giống như là hai người yêu nhau vậy đó. Một cái người nam cao hơn miếng ha, với lại một cái người nữ, nó tựa vào nhau đó, nhìn rất là lạ. Ồ, lạ đời ha, cây thốt nốt sinh đôi ở xứ Tây Ninh. Đây là ở cánh đồng Khe Đon nhớ vị, cánh đồng Khe Đon ha. Đó, khung cảnh xung quanh đây. Wow, cây thốt nốt sinh đôi cực kỳ luôn. Nhã lại gần đó ha, ghi hình cho bà con mình xem cây thốt nốt sinh đôi mùa này nó như thế nào, nó ra làm sao ha. Wow, ở phía dưới nó nè, uốn lượn lên. Ồ, nhìn lạ quá ha. Và đây nữa, bên nam bên nữ, đường cong uốn lượn rất là đẹp luôn. Phía bên kia thì nó có núi đó vậy, núi Bà Đen ha, núi Bà Đen phía bên đó uốn lượn lên tuốt trên cao. Wow, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp ha, đã lắm quý vị ơi. Nên anh chị và các bạn ha, có đi Tây Ninh á, hay là có quê Tây Ninh thì nhớ cây thốt nốt sinh đôi này nha. Đó, rất đặc biệt. Nếu như ở dưới An Giang nó có cây thốt nốt hình trái tim ha, thì đây có cây thốt nốt tình yêu. Cây thốt nốt tình yêu bên kia núi. Rồi, để Nhã đi qua phía bên đây, nó ghi hình lại coi nó đẹp hơn hay không ha.
lan can ruộng đồng, ghi hình cho bà con mình xem. Cây thốt nốt sinh đôi ở Tây Ninh. Đây nè. Ồ, cái gốc này cũng đặc biệt dữ á. Yeah. Nó sáng hơn nhiều luôn. Đó, quý vị thấy không? Cây thốt nốt sinh đôi ha. Đây nha, zoom lại. Góc này thì nó đầy đủ ánh sáng nè. Bên đây thì nhìn thấy nó cũng được. Wow. Hai cây thốt nốt này có lẽ là có lâu lắm nữa quý vị. Có lẽ là có rất là lâu rồi ha. Thốt nốt sinh đôi ở cánh đồng Khe Đon, xứ Tây Ninh. Đã ghê không? Rồi, ngoài cái cảnh đó thì cái khu vực này quý vị còn có những cái cảnh khác nữa. Đồi núi cánh đồng cực kỳ đẹp. Quá đẹp ha. Buổi chiều hoàng hôn xa xa có một cái ngôi chùa đó vị, ngôi chùa của đồng bào Khmer ha. Anh đã như zoom lại cho vị xem cái ngôi chùa ở đây. Wow, quá đẹp đó. Nên là cô chú anh chị và các bạn ha, muốn đến cây thốt nốt sinh đôi á, là nhớ cái điểm nhấn là cái ngôi chùa này nè, rồi nhìn ra cánh đồng là thấy à, hoặc là hỏi người dân địa phương ha, thì người ta chỉ cho. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Nhã đã dẫn ha cô chú anh chị và các bạn đi xem cây thốt nốt sinh đôi ở cánh đồng Khe Đon á, nằm gần thị trấn Dương Minh Châu ha và Tân Châu. Nên là nếu mà các bạn mà có ở gần khu vực này, hoặc là lâu lâu á mình đi từ huyện Hòa Thành hoặc là thành phố Tây Ninh đó vậy, đi xuống đây ha, chụp hình phải nói là rất là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.